Hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với xe máy TVB 24 giờ bên mình ha. Và mình là Ngân đây. Hôm nay Ngân sẽ giới thiệu cho mọi người về một dòng xe nhập từ Indo mới sản xuất 2023. Đó chính là Vario 125 mẫu mới bên em mình Ngân ha. Thì theo mọi người cũng biết là mọi người, những bạn trẻ thích dòng xe năng động trẻ trung nè. Cái dòng xe này nó vừa tích hợp trẻ trung năng động thì nó kèm theo đó là nữ tính đó nha. Mấy bạn nữ thì cũng trẻ có thể chạy dòng xe này. Thì cái mẫu này, mẫu mới bên Ngân thì như mọi người cũng thấy là cái tem nó thể thao hơn ha. Thì cái này thì nó cũng có bảng số ở trước nè. Mình bên mình đó thì thường thường là mình gắn biển số sau nên là ở trước mình có thể gắn bảng tên. Bên Ngân cũng có là mình đặt bảng tên theo ý thích của mình cũng được ha. Bên Ngân thì cũng có nhiều màu sắc như là màu đỏ, màu đen và màu trắng. Mặt đồng hồ thì là thiết kế là hiển thị là tất cả các thông số ha. Rồi, Ngân thích nhất là cái, đối với dòng xe này Ngân thích nhất là cái chỗ này. Đây nó có cổng sạc cho mình nè, hộc đựng đồ. Mình để điện thoại ở trong đây thì có nắp đậy cho mình luôn ha. Khi mà mình đi đường xa mà mình khi mà hết máy hết pin hay gì đó mình không biết đường thì không biết đồ thì ở đây nó cũng có thể là cứu tinh cho mình nha. Ở bên đây nó cũng có hộp đựng đồ nhỏ nhưng mà Ngân nghĩ là cái này mình đựng không có được nhiều á mọi người, nó cạn lắm. Thì cái bảng này là bảng khóa thường, nó có hai bảng nha. Một loại là nó có remote cho mình, còn một bảng này là nó bảng là khóa chìa. Thì giá bên Ngân hiện tại là đối với dòng xe mà khóa chìa nó là chỉ có 49 triệu thôi. Còn nếu mà có tích hợp khóa thông minh nó là 51 triệu nha mọi người. Giá Ngân đã báo cho mình là nó có thế VAT và giấy tờ đăng kiểm cho mình rồi. Ví dụ mà mình làm biển số ở đâu thì mình cứ nhắn Zalo cho Ngân, có để ở trên màn hình đó, mọi người cứ nhắn vào đó. Nhắn cụ thể địa chỉ của mình làm biển số, Ngân sẽ báo giá cụ thể hơn cho mình ha. Thì đối với dòng xe này nè, như mọi người thấy là ở cái phần mà để chân của mình á, đây là Ngân, nó cũng vừa vặn nha mọi người. Ngân 1m6 thì ngồi nó cũng vừa vặn, nó không, đây chân Ngân thì trống còn ok đấy. Thì đối với phần yên thì nếu mà phần yên người ngồi trước thì người ngồi sau thì nó cũng im ái. Thì đối với dòng cấp xe này nó là khá là rộng nha mọi người. Mọi người có thể là để hai cái nón bảo hiểm là vật dụng nè. Ví dụ mà mình làm đi làm công sở mình có thể bỏ những sổ sách vô đây cũng được luôn nha. Đối với cái cản ở phía sau thì mình ngồi giúp người ngồi sau nó không có bị nó vên cái này lên nè. Vậy mình tiện ngồi ha. Thì cái này đối với dòng xe này thì Ngân có gắn phuộc cho mình nè. Nếu mà mọi người thích á thì Ngân gắn cho mình luôn. Ví dụ mà mình thích đi mà cái kính kiểu nè hoặc là cản kiểu nha. Bên Ngân thì có một số phụ kiện cơ bản cho theo xe cho mình luôn nha. Nhà này Ngân cũng có là loại phụ kiện là chơi là kiểu ha. Thì bên Ngân đây cũng có thêm màu trắng nè, màu đen thì đó là màu đỏ ha. Thì hiện tại thì dòng xe màu trắng thì Ngân đang bán rất là chạy luôn nha mọi người. Thì nếu mà đối với dòng xe này á, mình mua xe trả góp chỉ từ 18 tuổi trở lên thì giấy tờ nó cũng đơn giản thôi, nó có chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Nếu mà quý khách có thêm mà bằng lái nào hoặc hộ khẩu, có thêm bảo hiểm y tế thì mọi người cứ mang theo đi để Ngân hỗ trợ cho mình gói lãi suất ưu đãi nhất có thể nha. Thì nếu đối với dòng xe này thì chỉ cần 5 triệu thôi là mọi người có thể ghim về được cho nào một dòng xe là cá tính mạnh mẽ ha mọi người. Thì nếu mà mình có liên hệ trước với bên Ngân thì bên Ngân sẽ hỗ trợ cho mình là tiền xăng xe đi lại nè, từ là 300 cho đến là 1 triệu đồng nha mọi người. Còn kèm theo đó là bộ quà tặng 2 triệu cho mình nữa. Thì Ngân có để số điện thoại ở bên phía dưới á. Mọi người thí dụ mà thắc mắc về địa chỉ nè, cũng như giấy tờ hoặc là biển số xe như thế nào thì mọi người cứ nhắn cho Ngân số hỗ trợ. Thì hiện tại thì Ngân đứng ở Bình Dương ha. Thí dụ mà bên mọi người ở xa thì mọi người đừng có ngại đi xa nha, đến Ngân sẽ hỗ trợ cho mình. Khi mà có biển số Ngân sẽ gửi về bưu điện cho mọi người luôn ha. Thì đối với dòng xe này là dòng xe nhập khẩu á mọi người, nên là bảo hành này kia thì bên Ngân thì không có hỗ trợ bảo hành, nhưng mà bảo dưỡng thì là bảo dưỡng trọn đời cho mình luôn nha mọi người. Nếu ví dụ mà xe mình chạy mà có gặp vấn đề gì thì mọi người cứ mang xe ra cho Ngân bảo dưỡng cho mình. Và Ngân sẽ xin nhắc lại giá một lần nữa, đối với dòng xe nhập khẩu từ Indo mà giá nó chỉ dao động là từ 49 triệu cho đến 51 triệu. Giá đã có thuế VAT và giấy tờ đăng kiểm cho các bạn luôn rồi nha. Rồi, mọi chi tiết thì mọi người cứ inbox Zalo cho Ngân. Thì nếu mà mọi người thấy video này hay thì mọi người hãy cho Ngân một like và một subscribe nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của Ngân ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.